Để tăng sản lượng khai thác than, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh xác định việc đẩy nhanh tiến độ chuyển diện của lò chợ cơ giới hóa là giải pháp quan trọng hàng đầu, chiếm tỷ lệ khoảng 20% sản lượng than khai thác toàn công ty. Nên việc nhanh chóng hoàn thành chuyển diện, đưa lò chợ cơ giới hóa vào hoạt động sẽ giúp Than Vàng Danh tăng thêm khoảng 3.000 tấn than mỗi ngày so với thời điểm hiện nay. Dự kiến theo cái lịch biểu là sẽ là hết tháng 6 là công ty sẽ chuyển xong cái lò chợ này. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công ty cũng như sự cố gắng của các đơn vị phục vụ thì dự kiến là ngày 12 tháng 6 năm 2023 thì lò chợ cơ giới hóa của công ty sẽ đưa vào sản xuất. Cũng nhằm tăng năng suất sản lượng, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh đã chỉ đạo các công trường, phân xưởng làm tốt công tác vệ sinh công nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn lao động, đẩy nhanh tiến độ đào lò xây dựng cơ bản để không nhỡ diện sản xuất của các đơn vị khai thác. Đồng thời đưa ra nhiều cơ chế quản lý lao động, quản lý tiền lương nhằm huy động tối đa nhân lực phục vụ sản xuất. Song song với khối khai thác đào lò, các đơn vị khối mặt bằng như vật tư, cơ khí, sàng tuyển cũng ra sức thi đua lao động, chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, phương tiện, thực hiện phối hợp nhịp nhàng giữa các phân xưởng để sản xuất luôn được thông suốt, đảm bảo số lượng, chất lượng, phẩm cấp than cung cấp cho khách hàng. Phân xưởng sản xuất tối đa các cái ca sản xuất để các nguồn than đưa về từ than lò giếng hoặc là than nhận than của tuyến than Uông Bí đưa về là qua nhà máy là sàng chuyển hết, không để tồn đọng ở trong kho bãi. Thế và khi sàng chuyển ra thì là cũng căn cứ vào cái lượng là đều bốc vào các toa xe để đưa đi tiêu thụ cho các cái nhà máy nhiệt điện. Với những giải pháp đồng bộ quyết liệt trong điều hành sản xuất cùng nỗ lực quyết tâm cao của người lao động, dự kiến 6 tháng năm 2023, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh sản xuất gần 2 triệu tấn than, đạt 50% kế hoạch năm, đóng góp quan trọng vào mục tiêu của tập đoàn TKV về việc đáp ứng đủ than cho nhiệt điện, nhất là trong những tháng cao điểm nắng nóng.